diễn lại máy quay nè, anh Nam DOB nè, tôi máy quay. Bây giờ ví dụ nè các bạn ơi, Lập sẽ phân tích giống vậy. Thường á, những cái phân đoạn nào mà Lập ngồi gõ á, là đèn đánh tập trung vào đó thì đúng sẽ rồi. Quay hết tất quay cả những cái gì mà Lập diễn trước, rồi sau đó sẽ quay chung sau. Thì bây giờ là coi như là Lập quay xong xuôi hết trơn rồi, thì cái phân đoạn cuối cùng, cái cảnh cuối cùng á là cái cảnh là chung đi vặn vẹo. Thì bây giờ là phân đoạn cuối cùng, quay xong là coi như là 3 giờ sáng. Quay xong là coi như là về nghỉ ngơi để mà chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau quay. Rồi. Bây giờ nghe, chung đi xa ra cho chung. Hai người này đại diện cho 200 người trong đoàn, còn 2m này đại diện cho 200m trong phim. Rồi 200m nha, đứng xa ra nha, mà phải nói bộ đàm nữa, phải nói bộ đàm nữa mới nghe. Bộ đàm chắc sau lưng, tại vì xa lắm, không báo gì cũng không nghe hết, đeo sau lưng. Giờ máy quay đâu đây, quay bíp 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 nè. Quay mẹ, ủa mới quay thời nào mới quay vậy? Bây giờ không có gì mình phải làm cho người ta tưởng tượng rồi. Thủy Du. Ơi em nghe, alo em nghe. Alo, rồi 1 2 3 sờ nha em. Rồi, set máy. Rồi, máy set. Rồi. 1 2 3 diễn. Được rồi, đúng không? Rồi, Trung cứ việc đi. Trung đi nha, Trung, đi nha, để lấy cảnh đẹp nhất nha. Cứ đi nha Trung ơi, đẹp lắm Trung ơi. Đẹp lắm nha Trung, đẹp Tìm nha. Quay đẹp lắm Trung ơi. Đang đẹp. Đẹp lắm Trung. Ủa, ở đâu hết trơn mày? Không có một ai luôn. Không còn một ai đứng lại luôn. Là dẹp vô hết. Tất cả mọi người dẹp đồ vô hết. Hết mây quầy. Nguyên một con đường vắng hoe chứ có đúng một mỗi một mình quan trung đi. Giống như ma như quỷ luôn. Mà tại đi không có nhìn trước đâu, nhìn trước thấy máy thì bị xa. Con mắt mình nó nhìn vô máy thì đâu được. Cứ đi cứ vậy đó. Mà rất là xa luôn. Ừ. Mấy trăm mét. Đi mà đi muốn trèo cái người luôn á. Không mà nhờ cái cú đó mà tất cả mọi người tỉnh táo hẳn lên luôn á. Cười một cái rần luôn, rất là vui luôn. 4 giờ sáng không lo cho về đi ngủ, mai 6-7 giờ dậy quay đâu, không chởn vậy đó. Trời ơi thiệt luôn á. Chủ mưu là anh Nam DOB đúng không? Vui đó quá. Xong vừa quay xong đây Lập bu lại quay điện thoại rồi này kia reaction sau khi bị lừa rồi này kia đủ thứ.